Kỳ duyên Thanh Thủy cùng thi quốc tế, fan hai bên đông kín cả sân bay. Tối ngày 28 tháng 10, Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thanh Thủy đồng loạt có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục lên đường thi nhan sắc. Theo đó, Kỳ Duyên sẽ đến Mexico để bắt đầu hành trình ở Miss Universe 2024, còn Thanh Thủy sẽ đáp chuyến bay đến Nhật Bản chinh chiến ở đấu trường Miss International 2024. Đây là lần đầu tiên có hai hoa hậu lên đường cùng một ngày, gần khung giờ nên có rất đông người hâm mộ sắc đẹp đã có mặt ở sân bay để tiễn các người đẹp. Có mặt trước là Hoa hậu Kỳ Duyên, Miss Universe Việt Nam 2024 diện bộ trang phục trắng, đeo sash và vương miện, ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ. Ngay từ phút xuống xe, Kỳ Duyên di chuyển khó khăn trong vòng vây của fan nhan sắc. Rất đông người hâm mộ chen chúc để chụp hình và chúc Kỳ Duyên thi tốt. Không lâu sau đó, Hoa hậu Thanh Thủy cũng có mặt ở sân bay. Hoa hậu Việt Nam 2022 lộ diện với chiếc đầm không dây khéo léo khoe body quyến rũ, đặc biệt là đôi chân dài thon gọn. Thanh Thủy ghi điểm với visual ngọt ngào, thần thái tươi tắn khi giao lưu cùng người hâm mộ. Cùng chung sức nóng với Kỳ Duyên, Thanh Thủy đi chinh chiến quốc tế dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ sắc đẹp. Dù không biết kết quả như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên hai chánh cung Hoa hậu Việt Nam cùng nhau đi thi đã tạo nên một sức nóng chưa từng có. Cũng là một kỷ niệm đẹp của nhan sắc Việt Nam 2024.